Cô thân mến, chào mừng tất cả các con đã đến với khóa học tiếng Việt lớp 1 trên trang web olm.vn. Các con thân mến, trước khi chúng mình bắt đầu bài học ngày hôm nay, cô hãy quan sát bức tranh trên màn hình và cho cô biết trong tranh có gì. Đúng rồi, trong tranh chúng mình thấy có một chú thỏ chúng mình thấy có ngôi nhà chúng mình thấy có chim và tổ chim và bạn thỏ đang tưới nước cho những củ cà rốt của bạn ấy vậy theo con bạn thỏ đang ở đâu thế đúng rồi bạn thỏ đang ở nhà. Và ở nhà cũng là tên chủ đề năm của chúng ta. Các con hãy cùng đọc lại tên chủ đề nào. Ở nhà. Ở nhà. Và bài đầu tiên mà chúng mình sẽ tìm hiểu đó là bài 1. Chữ tờ, âm tờ, chữ thờ âm thờ chữ nhờ âm nhờ chúng mình sẽ bắt đầu bài học bằng phần nhận diện con nhìn lên màn hình cô có chữ tờ đây là chữ tờ in thường cô có chữ tờ in hoa và cuối cùng cô có chữ tờ viết thường con cùng quan sát và nhắc lại một lần nữa cùng cô nào chữ tờ in thường chữ tờ in hoa chữ tờ viết thường tiếp theo chúng mình có âm chữ thứ hai con quan sát cô có âm tờ, cô có âm hờ, kết hợp lại với nhau chúng ta được âm chữ thờ. cô có chữ thờ in thường, cô có chữ thờ in hoa và cuối cùng cô có chữ thờ viết thường cô lưu ý với chúng mình. Với chữ thờ, in hoa, chúng ta chỉ viết in hoa, chữ tờ, còn chữ hờ, chúng mình viết in thường. Nhắc lại một lần nữa nào, chữ thờ, in thường, chữ thờ, in hoa, và chữ thờ, viết thường. Cô có một âm chữ mới nữa. Con nhìn lên màn hình. Cô có âm n. Ta thay âm t bằng âm n. Kết hợp với âm h, ta được âm chữ nhờ. Đây là chữ nhờ in thường. Đây là chữ nhờ in hoa và cuối cùng đây là chữ nhờ viết thường tương tự như chữ thờ cô lưu ý với chúng mình chữ nhờ in hoa chúng ta chỉ viết in hoa chữ n còn chữ hờ chúng mình viết in thường chúng ta sẽ nhận diện lại một lần nữa chữ nhờ in thường chữ nhờ in hoa Chữ nhờ viết thường Không khó nhớ đúng không nào? Chúng ta sẽ đọc những âm chữ mới này Đây là chữ tờ Chúng ta sẽ đọc là tờ Đây là chữ thờ Chúng mình sẽ đọc là thờ Và cuối cùng Đây là chữ nhờ chúng ta sẽ đọc là nhờ các con đọc lại một lần nữa cùng cô nhé tờ thờ nhờ rất tốt tiếp theo chúng mình sẽ đến với các mô hình tiếng con nhìn lên màn hình đầu tiên cô có hình ảnh chiếc tủ cô có tiếng tủ trong tiếng tủ con thấy có âm tờ và mô hình tiếng tủ gồm có âm tờ là âm đầu đứng trước âm u là âm chính đứng sau dấu hỏi ở trên âm u ghép lại chúng ta được tiếng tủ con nghe cô đánh vần và đánh vần theo cô tờ u tu, hỏi tủ. tờ u tu, hỏi tủ. tủ. tiếp theo, cô có tiếng thỏ. đây là hình ảnh con thỏ. trong tiếng thỏ có âm thờ. mô hình tiếng thỏ gồm có âm thờ là âm đầu đứng trước, âm o là âm chính đứng sau. Dấu hỏi ở trên chữ o. Chúng mình sẽ đánh vần. Thờ, o tho, hỏi thỏ. Thờ, o tho, hỏi thỏ. Thỏ. Cuối cùng cô có tiếng nhà. Đây là hình ảnh ngôi nhà. Trong tiếng nhà có chứa âm nhờ. Mô hình tiếng nhà gồm có âm đầu là âm nhờ đứng trước, âm a là âm chính đứng sau, dấu huyền ở trên âm a. Chúng ta sẽ đánh vần. Nhờ a nha, huyền nhà. Nhờ a nha, huyền nhà nhà con cùng đọc lại một lần nữa cả ba tiếng này tủ thỏ nhà tốt rồi ngay bây giờ chúng mình sẽ học cách viết chữ tờ con cùng quan sát ở nhà chúng mình hãy luyện viết nhiều hơn con nhé Tiếp tục, cô có các tiếng chứa âm chữ mà chúng mình vừa học như sau. Trên màn hình là hình ảnh con TT và từ TT. Chúng ta sẽ đánh vần như sau. Tờ ET, tờ ET, T, T. TT là tên một loài động vật hoang dã, toàn thân và đuôi phủ một lớp rừng xếp thành nhiều hàng như ngói lợp có thể cuộn lại khi gặp nguy hiểm với tt tê tê, con có thể nói câu như sau bé nhìn thấy con tt tê tê. chúng mình sẽ đến với hình ảnh từ tiếng thứ hai cô có hình ảnh cá thu cô có từ cá thu trong tiếng thu con thấy có âm thờ chúng ta sẽ đánh vần như sau thờ u thu cá thu cá thu là một loài cá biển thuộc họ cá thu ngừ sống chủ yếu ở biển nhiệt đới và biển ôn đới đây là loại cá có giá trị dinh dưỡng rất cao tương tự như tt tê tê, con hãy đặt câu có chứa cá thu nhé phải rồi chúng mình có thể nói là bé rất thích ăn cá thu hoặc là mẹ mới mua cá thu cuối cùng cô có hình ảnh chùm nho chín đỏ cô có từ nho đỏ trong tiếng nho con thấy có âm nhờ chúng ta sẽ đánh vần nhờ o nho đờ o đo hỏi đỏ nho đỏ với nho đỏ chúng mình có thể nói câu như sau bé rất thích ăn nho đỏ hay là mẹ mua cho bé một chùm nho đỏ ngoài ra với chữ tờ con cũng có thể tìm được rất nhiều từ tiếng khác có chứa âm chữ này như sau chẳng hạn như chúng ta có tơ tem tô con hãy tìm thêm những từ tiếng khác có chứa âm chữ tờ nhé. Tiếp tục với âm chữ thờ, chúng ta cũng có thể tìm được rất nhiều từ tiếng có chứa âm chữ này ở trong cuộc sống, chẳng hạn như thư, thơ, hay là thu. cuối cùng đến âm chữ nhờ nhổ nhị hay là nhạc về nhà chúng mình hãy tìm thêm để mở rộng vốn từ con nhé bây giờ chúng mình sẽ đến với đoạn ứng dụng cô có đoạn ứng dụng như trên màn hình thỏ có nho mi và lu có cá kho con hãy quan sát và gạch chân những tiếng có chứa âm chữ mà chúng ta đang học ngày hôm nay nhé đúng rồi ta có âm thờ ở trong tiếng thỏ và âm nhờ ở trong tiếng nho con lưu ý đây là chữ thờ In hoa chúng ta chỉ viết in hoa chữ tờ còn chữ hờ chúng ta viết in thường nhìn vào đoạn này con sẽ thấy ở câu thứ nhất nói đến việc thỏ có nho câu thứ hai nói đến việc bi và lu có cá kho để hiểu nghĩa của từng câu chúng mình có thể trả lời các câu hỏi ví dụ như ai có nho đó là thỏ hoặc ngược lại chúng mình sẽ hỏi thỏ có gì thì mình sẽ trả lời được thỏ có nho tương tự với câu thứ hai chúng mình sẽ đặt các câu hỏi mi và lu có gì trả lời rằng mi và lu có cá kho chúng ta hỏi tiếp ai có cá kho thì sẽ được câu trả lời mi và lu với sự hướng dẫn của cô các con có thể đặt câu cho mình cố gắng đặt câu vừa hay vừa có nghĩa nhé trước khi chúng ta chuyển sang phần tiếp theo con hãy trả lời một số câu hỏi dưới đây chính xác rồi bây giờ con quan sát lên màn hình cô có các từ tiếng khác có chứa âm chữ mà chúng mình học ngày hôm nay đầu tiên đó là tôm trong tiếng tôm có chứa âm tờ con tôm không còn xa lạ với chúng mình nữa đúng không nào vậy con hãy nói câu có chứa tiếng tôm nhé đúng rồi chúng mình có thể nói là bé thấy con tôm hay là bé rất thích ăn tôm chúng mình sẽ sang hình ảnh thứ hai đây là hình ảnh con thạch thùng, con thấy trong tiếng thạch có âm thờ, trong tiếng thùng cũng có âm thờ. Chúng mình cùng đọc lại nhé. Thạch thùng, thạch thùng hay còn gọi là thạch sùng, là loài bò sát bản địa Đông Nam Á, chúng thường bò trên mái nhà để tìm kiếm thức ăn như là nhện, ruồi muỗi, kiến hay lá dán. Con có thể nói câu chứa thạch thùng như sau. Bé nhìn thấy con thạch thùng, tiếp tục con quan sát. Cô có hình ảnh con nhím và tiếng nhím. Đây là nhím, trong tiếng nhím có âm nhờ. Chúng mình cùng đọc lại nhé. Nhím. Nhím. Và trước khi chúng ta kết thúc bài học này, cô sẽ giới thiệu với con cách gõ chữ tờ, chữ thờ và chữ nhờ ở trên bàn phím. Con nhìn lên màn hình. Đây là chữ tờ. Đây là chữ h Và đây là chữ n. Chúng ta sẽ gõ như sau. Chúng ta sẽ gõ vào chữ tờ để được chữ tờ. Tiếp tục, để được chữ thờ, chúng mình gõ vào chữ tờ và gõ vào chữ hờ. Chúng ta được chữ thờ. Để được chữ nhờ, chúng ta gõ vào chữ n và gõ vào chữ hờ. Chúng ta sẽ được chữ nhờ. Rất đơn giản đúng không nào? Các con hãy luyện tập thật nhiều để chúng ta ngày càng giỏi lên con nhé! Và các con thân mến! Cách gõ chữ tờ, chữ thờ và chữ nhờ ở trên bàn phím cũng đã kết thúc bài học của chúng ta ngày hôm nay. Về nhà, các con học bài và chuẩn bị bài mới các con nhé! Hẹn gặp lại chúng mình trong những bài học lần sau!